Xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 29 tháng 12 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong dịp lễ hàng tuần, và hôm nay cũng là khóa lễ cầu nguyện cuối năm Tây lịch 2013, chuẩn bị bước sang năm mới. Và đây cũng là buổi pháp thoại cuối cùng của năm 2013. Chiều hôm qua Pháp Hòa tưởng là xong buổi pháp thoại, nhưng mà buổi tối hôm qua là pháp thoại của lớp giáo lý mỗi thứ bảy, thì hôm nay là lớp giáo lý lớp Phật Pháp sáng Chủ nhật. Thì hôm nay quý vị có khỏe không? Trong những ngày qua quý vị cũng đã có những cái buổi sinh hoạt họp mặt gia đình nhân dịp lễ Giáng sinh, và sắp tới đây thì quý vị cũng sẽ có những buổi họp mặt gia đình vào cái dịp cuối năm. Riêng tại tu viện Trúc Lâm năm nào cũng vậy, tức là sau lễ Noel ngày 25 thì qua ngày 26 thì chúng ta đều có những ngày tu học ở chùa từ sáng đến tối, tụng kinh niệm Phật trong suốt 4 ngày. Và hôm nay là ngày cuối cùng của khóa tu mùa đông. Chiều nay thì đến phiên các em tuổi từ 12 trở lên, 12 tuổi cho tới 20 tuổi, sẽ có khóa tu ở ngoài tu viện Tây Thiên. Chiều nay khóa tu bắt đầu lúc 5 giờ, thì 2 giờ các em sẽ chuẩn bị ra ngoài Tây Thiên. Thì Pháp Hòa sau khóa tu với người lớn 4 ngày, chiều nay cũng phải ra ngoài đó để tiếp tục sinh hoạt khóa tu với các em cho đến ngày 31 Tây. Riêng sáng 31 thì các em sẽ có một buổi sinh hoạt đi chơi ski trước khi đón năm mới. Thì kính thưa đại chúng, thông thường thì mình sống ở xã hội Tây Phương, hay nói chung là bây giờ ở tất cả các nơi, thậm chí ở Việt Nam, thì cái ngày lễ Giáng sinh nó trở thành ra một cái ngày lễ phổ thông của tất cả mọi người, nó không còn phân biệt tôn giáo, hầu như là vậy. Ai cũng mua quà để mà tặng cho nhau, không phải riêng lễ Giáng sinh mà là đặc biệt. Ngoài ra thì những dịp Tết nhất, người Việt Nam mình là ăn nhiều Tết lắm. Mình ăn Tết Tây, mình ăn Tết Ta, rồi mình ăn Tết Đoan Ngọ, rồi mình ăn lễ Trung Thu. Nếu mình quen biết thì thường thường mình hay mua quà cáp tặng cho nhau. Thì đặc biệt đến cái ngày lễ này thì phần lớn là ai cũng đi mua quà, hay ít nhất cũng nhận một gói quà từ một người bạn, hoặc là mình cũng chuẩn bị một vài gói quà tặng cho bạn bè của mình để bày tỏ cái sự thương nhớ, nghĩ tưởng đến mình với người đó. Mà khi mà tặng quà cho người đó, có nghĩa là mình có nghĩ về người đó. Mà mình có nghĩ về người đó đó, trước khi mình mua quà thì mình phải làm cái gì? Mình phải suy nghĩ coi mình mua cái món quà nào cho phù hợp với cái người đó. Ví dụ bây giờ quý vị thương Pháp Hòa quá, quý vị nhân cái dịp lễ này quý vị muốn tặng cho Pháp Hòa một món quà, thì quý vị suy nghĩ coi ông thầy tu dùng cái chi. Ví dụ như là bất quá thì quý vị mua cho cái khăn, cái nón đội đầu, chứ đâu có thể mua cái lược.
Không thể tặng máy sấy tóc, phải không? Cho nên là mình thương nghĩ tới người nào mình muốn tặng quà thì dĩ nhiên mình phải suy nghĩ coi mình lựa một món quà nào cho phù hợp với người đó. Ngay cả khi mình đi chợ mình mua một thức một món ăn về cho người thân của mình, mình cũng phải suy nghĩ coi người thân mình thích cái món gì. Hồi đó ở chùa có hai sư cô lớn tuổi, quý vị nhớ là sư cô Pháp Hiền, là sư cô Pháp Tịnh. Sư cô Pháp Hiền á thì rất là thích ăn chuối, là tại vì cô bị thường bị giọt bẻ, cho nên cô thích ăn chuối để trị cái bệnh đó của cô. Mà thường là ăn chuối nhiều cũng tốt, nó nhuận trường. Cô Pháp Tịnh á thì cô không có thích ăn chuối lắm, nhưng mà cô thích ăn cái bánh sừng trâu, tức là bánh croissant, tại vì cô thích béo. Cô Pháp Tịnh đó là lớn tuổi nhưng mà thích ăn đồ béo, thích ăn nước cốt dừa, thích ăn phô mai, thích ăn bơ, ăn cái gì mà béo thì cô rất là thích. Cho nên mỗi lần Pháp Hòa đi chợ á, Pháp Hòa mua cái gì á là phải suy nghĩ tới hai cô. Hễ mà mình mua gì cho cô Pháp Hiền thì cô Pháp Tịnh phải có. Người già coi vậy chứ phân bì. Càng lớn tuổi thì cái tính mà tuổi thân cũng lớn theo cái tuổi. Ví dụ như mua cái gì mà cho tặng cô Pháp Hiền, mặc dù là chỉ một trái chuối thôi, nhưng mà thiếu phần cô Pháp Tịnh, cái cổ nói ổng thương bả hơn tôi. Thì cô Pháp Tịnh á thì thường gọi Pháp Hòa bằng thầy theo cái lệ, còn cô Pháp Hiền á thì thường gọi theo trong đạo là sư huynh. Tại vì trong đạo mà người nào đi tu trước thì người đó là anh, mặc dù tuổi Pháp Hòa đáng tuổi cháu ngoại của cô, nhưng mà đối với cô Pháp Hiền thì Pháp Hòa là một sư huynh. Cho nên bất cứ lúc nào cô nói chuyện cô cũng gọi bằng sư huynh, hay là cô viết cho mình một lá thư thì cô cũng gọi bằng sư huynh. Thì có mấy lần Pháp Hòa khi mà cô mất á, cô để lại những lá thư. Và vừa rồi Pháp Hòa nhân một cái dịp Pháp Hòa có đọc cho đại chúng nghe những cái lá thư mà cô để lại. Thở đây Pháp Hòa muốn nói á, là quà có nghĩa là khi mình tặng quà cho ai thì chúng ta thường bày tỏ vì có nhớ nghĩ đến người đó mới tặng. Và có nhớ nghĩ cho nên phải mua một món quà gì đó cho phù hợp với cái người đó, chứ không thể mua đại được. Nó nói lên cả cái sự quan tâm của mình. Hôm nay mình nhân dịp cuối năm, mình ôn lại và mình thấy rằng trong cuộc đời mình sống với nhau, đặc biệt là gia đình, cha mẹ, anh em, bà con, quyến thuộc, bạn bè, thầy trò, có những món quà gì chúng ta có thể tặng cho nhau được. Vì cái món quà vật chất, cái món quà đó chúng ta là gọi là quà kỷ niệm. Mà có nhiều khi mình tặng thì có khi người ta xài được, có khi người ta dùng không được, có khi là người ta ăn xong là hết. Nói chung là những cái quà vật chất cũng vui đó, nhưng mà có những cái món quà tinh thần nó đẹp hơn, nó hay hơn, nó thiết thực hơn, mà chúng ta có thể làm được cho người thân của mình. Đó là cái món quà của sự quan tâm và thấu hiểu. Mình tặng cho người ta một món quà là mình có quan tâm rồi. Mình có quan tâm mà mình hiểu người ta thích cái gì mình tặng. Nhưng mà cái đó cũng lấy tiền mua món quà, không bằng mình đem cái tâm thấu hiểu của mình ra, mình sống với người đó. Nhiều khi mình sống chung một nhà với nhau mà chẳng bao giờ mình quan tâm cho nhau. Có nhiều khi có những đứa con ở chung nhà với cha mẹ mà ít có khi nào hỏi coi cha mẹ có khỏe không. Và thậm chí vợ chồng sống chung với nhau rồi mà vợ bệnh vợ đau chồng cũng chẳng để ý. Chẳng những biết đau vậy thôi chứ còn cũng chẳng hỏi bà có thuốc uống không. Thật ra thì người kia cũng tự biết đi lấy thuốc uống thôi, nhưng mà nó thiếu đi cái hương vị tình cảm.
Mặc dù trong phòng Pháp Hòa nhiều thuốc, Pháp Hòa là thuốc từ thôi hết thuốc mắt tới thuốc tào, thuốc mắt rồi thuốc tay, đủ thứ thuốc. Nhưng mà cái tâm lý khi mình bệnh mà chỉ cần có một người quan tâm hỏi mình, à thầy có khỏe không, thì tự nhiên mình cũng vui. Ở chùa đây là có một chú tiểu, chú là nhỏ nhất ở chùa, mà lâu lâu chú gặp Pháp Hòa cái, thầy có khỏe không. Chiều hôm qua Pháp Hòa đi tụng kinh đám về, Pháp Hòa là người ăn cơm trễ nhất, ăn cuối cùng trong chùa. Mọi người ăn cơm xong hết rồi, Pháp Hòa đi về qua ăn cơm, chú đi ngang, chú dừng lại, chú hỏi bạch thầy, thầy ăn cơm có ngon không. Hồi nãy đây, trước khi ra làm lễ nè, Pháp Hòa vừa bước ra cửa phòng mà chú thấy vậy, chú chạy tới chú nói bạch thầy, tối qua thầy ngủ có ngon không. Con người mình nó chỉ có hai việc thôi, ăn với ngủ. Gặp nhau hỏi ăn gì chưa, phải không, khỏe không. Người Việt Nam mình gặp nhau là khỏe không và ăn gì chưa. Có nhiều khi mình hỏi cơm nước gì chưa, nhiều khi mình chắc chắn là ta ăn rồi đó, giờ đó còn ăn gì nữa. Nhưng mà đó là một sự quan tâm, và nhất là sức khỏe. Vì vậy cho nên á, mình có quan tâm thì mình mới tìm hiểu, mình có tìm hiểu thì mình mới làm cho người kia có một niềm vui. Thật ra trong cuộc đời có những cái món quà nó nho nhỏ mà có thể chúng ta tặng được cho nhau. Thí dụ như đang ăn cơm mà thấy cái người kia sặc sụa, mình đứng dậy mình rót một ly nước, mình để xuống cho người đó, khỏi cần nói gì hết. Nhưng mà lúc đó nó cả một cái tình cảm ở trong đó, nó nói lên cái sự quan tâm. Cho nên ở trong chùa, cái vị thị giả, tức là cái người mà ở bên cạnh một vị thầy lớn để chăm sóc cho vị thầy đó, thì thường thường cái vị đó chúng ta gọi là thị giả. Thị giả là cái người gần gũi chăm sóc cho một người, đặc biệt là một vị thầy. Thì thị giả không phải chỉ biết tới giờ đi dọn cơm, mà còn quan tâm nhiều vấn đề. Ví dụ như sắp thầy sắp sửa đi giảng, thì cái vị đó kiểm soát xem thầy có bỏ quên máy thâu, kinh sách, thậm chí đi đâu thì quan tâm coi y áo như thế nào, chuẩn bị hành lý cho thầy. Thì những cái việc như vậy chúng ta gọi là thị giả. Thì trong cuộc sống hàng ngày với nhau, chúng ta cũng có thể làm thị giả cho nhau. Đi chợ mà bước ra sân mà không cần biết người đó mang dép, mang giày, và có nhiều khi mình quên mang đôi dép đi ra chợ, hoặc là bước ra sân thấy lạnh quá mới nhớ trực là mình quên mang giày. Nhưng mà nếu mà có một người thân kế bên thì đỡ. Cho nên đó, quý vị thấy một cái món quà mình có thể tặng cho nhau, đó là sự quan tâm và thấu hiểu của mình. Thường thường á, ở trong cuộc sống của mình á, mình có thể quan tâm mọi người bằng con mắt, bằng cái tai và bằng trái tim của mình. Pháp Hòa thường hay nói với các em trẻ như vậy: mình có con mắt, mình có lỗ tai và mình có trái tim. Hễ mắt thấy sai thì tim nó rung cảm, nó nói cái đó sai phải sửa. Thế bây giờ người ta đang bưng một cái vật rất là nặng, mình thấy nặng chứ, thì cái trái tim mình cảm được là cái này nó nặng mà, thì lập tức mình chạy tới mình phụ cho người kia một tay. Nhỏ nhỏ như vậy thôi, nhưng mà nó ý nghĩa vô cùng. Nó mang lại cho cái người xung quanh những cái niềm vui vô cùng, và cảm thấy mình rất hạnh phúc. Chứ hạnh phúc không phải là khi người đó cho mình nhiều tiền, nhiều của đâu. Hạnh phúc là người đó biết quan tâm mình, biết chăm sóc cho mình. Mà cuộc sống mà gần gũi với nhau là chúng ta có một sự kết hợp để làm gì? Để quan tâm cho nhau. Để quan tâm cho nhau. Nhiều khi mình đi ngang cái nhà người đó, thường lệ là mình thấy người đó giờ này là ở nhà, sao hôm nay không thấy. Ở trên nhà dưỡng lão á, lầu 4 á, là các phần lớn là các bác Phật tử của mình ở. Mà hễ mà hẹn hò với nhau rồi mà không thấy là quan tâm và gọi đi một vòng. Như cách đây một tuần,
bác Diệu Từ hẹn với cô Thông Ngộ, hẹn với bác Trúc Hiền sau buổi sáng đó đi xuống chùa. Mà rốt cuộc rồi cái tới giờ đó không thấy bác Diệu Từ xuất hiện, mà gọi phone vô nhà thì không ai bắt, đập cửa gõ cửa không ai mở. Thì quý bác bắt đầu lo, không biết bác Diệu Từ ở trong phòng có sao không. Phone tùm lum kiếm hết, rồi cuối cùng bác Trúc Hiền mới biểu Pháp Hòa gọi lên nhà dưỡng lão hỏi coi. Cuối cùng phải nhờ một nhân viên ở dưới văn phòng đi lên cái phòng đó mở cửa xem coi có chuyện gì không. Đó, đó là một cái sự quan tâm. Mình thấy cái người kia bị gì, người đó lớn tuổi mà họ không có tới, họ không đi như thường lệ thì mình quan tâm. Cho nên sống trong đời sống này, một cái món quà mà chúng ta có thể tặng cho nhau đó là sự quan tâm và thấu hiểu của mình. Có nhiều khi mình nhìn cái người đó đó, mình hiểu được tâm trạng của họ. Có một em này đó, em đi học hát, do người ta chê em ăn mặc dơ giấy mà đuổi em ra khỏi cái lớp học đó, chứ không phải là vì em hát dở. Em buồn quá em mới đi ra công viên em ngồi. Em nói không lẽ mình hát tệ đến như vậy mà người ta không cho mình vào đó mình tập hát sao. Cho nên em buồn quá em ngồi ở công viên thất thiểu như vậy. Thì trong khi thường thường con người buồn thì hay làm gì? Hay hát. Cứ ngồi lẩm nhẩm hát. Thì có một ông cụ, ông ngồi đó, ông mới nói con hát hay quá. Em này nghe như vậy em hát thêm nữa cho ông cụ nghe. Rồi hôm khác cũng ra hát cho ông cụ nghe. Thế là ông cụ trở thành ra một thính giả của em. Ngày nào em cũng ra em hát. Không bao lâu sau em đi thi và em đậu và trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Và nhớ ơn người thính giả này, cho nên rồi em thường ra công viên. Ông cụ này thì sáng nào cũng ngồi ngoài công viên đó. Giờ đó em chỉ cần muốn gặp ông cụ là em chỉ cần ra đó là gặp ông cụ, khỏi hẹn hò chi hết. Thì một cái thời gian cô ca sĩ nổi tiếng này cũng thường tới lui thăm ông. Thì một hôm nọ em trở ra công viên thì mới không thấy ông cụ nữa. Thì mới hỏi những người làm việc ở công viên đó, ông cụ đâu? Thì người ta cho biết là ông cụ đó đã chết rồi. Và người ta còn cho biết rằng ông cụ này là một người bị lãng tai nhiều năm rồi. Chừng đó cô ca sĩ này mới biết rằng trời ơi, lâu nay mình hát cho một ông già điếc không có nghe được. Nhưng mà vì sao cô này trở thành một ca sĩ? Ông cụ không có nói cái sự lãng tai của ông cụ, nhưng mà ông cụ nhìn cái cô đó và ông cụ đã hiểu được cái cô này. Cho nên ông cụ khen cái cô này để làm chi? Để khuyến khích, để khuyến khích cái em này trở thành ra một ca sĩ. Thì cái câu chuyện đó khi chúng ta đọc xong rồi thì chúng ta hiểu rằng trong cuộc sống này người ta quan tâm nhau bằng cặp mắt, bằng đôi tai và bằng trái tim. Có nhiều khi mình bước ra sân, mình thấy một cái cô đó đang bị lún xe ở dưới tuyết. Mình là một người có khả năng giúp, thì tự nhiên mình thấy như vậy, mình nghe như vậy thì trái tim mình đã nói là mình cần giúp. Giống như là một cái vị thầy, hai thầy đi ngang một con suối, đi ngang một con suối và thấy cái cô, một cô gái trẻ té ở dưới nước. Thì vị thầy kia chạy tới ẵm cô gái lên, đưa qua tới bên bờ rồi để cô gái xuống, rồi hai thầy tiếp tục đi. Cái ông thầy mà ổng không có làm á, ổng bực, ổng chịu không nổi. Một lát sau ổng mới nói bây giờ tôi phải nói thiệt, nãy giờ tôi bực huynh lắm. Tại sao huynh là người tu mà huynh lại đụng vô một cô nữ như vậy? Thì cái vị thầy mà ẵm cô gái đó, ông mới nói trời ơi sư đệ ơi, tôi đã để cô gái xuống lâu rồi mà tại sao sư đệ còn khiêng cô tới đây? Như vậy thì lúc đó khi mà gặp người ta nguy, lâm nguy,
không có nói vấn đề giới luật, mà chúng ta phải nói cái vấn đề đạo đức cứu người. Không lẽ bây giờ mà người ta chết tới nơi rồi nói không, tôi là thầy tu, tôi không được đụng. Không phải cái chuyện đó. Cái vấn đề là mình phải hiểu lúc nào chúng ta dùng luật, mà chúng khi nào chúng ta phải dùng đến cái tình cảm quan tâm con người. Lúc đó không phải là luật nữa, mà là đạo đức, là một sự quan tâm. Cho nên cái câu chuyện đó đó, nó rất là nổi tiếng ở trong thiền môn. Và chúng ta có thể mang câu chuyện đó ra và chúng ta giải thích theo nhiều cái nhìn của chúng ta. Bởi vì theo luật thì một vị thầy tu không được đụng chạm đến một người nữ. Nhưng mà cái giây phút đó không phải vấn đề dục giới nữa. À. Cũng giống như là hồi đó Thái tử Sĩ Đạt Ta té xỉu, ngồi thiền xong rồi xỉu ở ngoài rừng. Cô thôn nữ Tu Sà Đề Sujata, cô đi ngang, cô thấy một đạo sĩ xỉu như vậy thì cô phải làm gì? Cô phải cứu thôi. Rồi bây giờ cô phải làm sao? Cô phải đỡ cái vị đạo sĩ nằm ở trên người của cô, rồi cô rót sữa vào miệng để cứu nguy cho cái người đạo sĩ đó. Đó chính là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật của chúng ta bây giờ đó. Thì khi mà các vị tu sĩ tu chung với Phật, tu chung với Ngài đó, từ bỏ Ngài, trách Ngài hai cái lỗi. Một là đã để cho một cô gái chạm vào người. Cái thứ hai, tu khổ hạnh không có hết mức, tại sao đang tu khổ hạnh mà lại đi uống sữa? Thấy không? Thành thử ra sau này Đức Phật có giải thích cái chuyện cái lúc đó là không phải cái vấn đề khác nữa, mà cô đó chỉ làm một cái việc thuần túy là cứu một con người vậy thôi. Cho nên Đức Phật xác, Đức Phật nói trong kinh đó, trong cuộc đời của Ngài, trong cuộc đời của Ngài có hai bữa ăn mà Ngài gọi là kỷ niệm. Bữa ăn thứ nhất là khi Ngài té xỉu sau thời gian khổ hạnh, và cái bữa ăn kỷ niệm thứ nhì là trước khi Đức Phật mất, Đức Phật đã ăn một chén cháo nấu bằng với nấm của một ông già cả trăm tuổi, đó là ông Thuần Đà. Còn cái người đầu tiên dâng sữa cho Phật, cứu tính mạng của Phật, đó là cô Tu Xà Đề. Còn người dâng cho Đức Phật bữa ăn cuối cùng trước khi Đức Phật qua đời, đó là ông già cả trăm tuổi tên là Thuần Đà. Và Đức Phật nói rằng trong đời của tôi có hai bữa ăn đáng nhớ, đó là hai cái bữa ăn của một cô thiếu nữ và một ông già. Cái món quà thứ hai mà chúng ta có thể tặng cho người thân của chúng ta, đó là cái sự can đảm, bao dung, tha thứ. Ở trên đời này có những hạng người. Một á, là người có thức, có học thức mà không có trí tuệ. Rồi có những người có trí tuệ mà không có học thức. Có trí tuệ, có học thức là sao? Học ở ngoài đời, có bằng cấp, có chữ nghĩa, đó là có học thức. Nhưng mà cái người mà có học thức chưa chắc có trí tuệ. Tại vì trí tuệ là do sự tư duy và sự tu tập soi sáng. Còn học thức là người ta nói 1 cộng 1 bằng 2 là mình biết vậy thôi, chứ mình không thể làm gì hơn. Mình không có biết biến chế gì hơn hết. Thí dụ như người ta nói là đây là một ngón tay cộng với một ngón tay thành hai ngón tay, là mình biết nhiêu đó thôi. Nhưng mà cái người trí họ nghĩ khác. Họ nói cái gì mà đếm được là họ đếm, lấy quýt, lấy ổi, lấy đũa, lấy muỗng, miễn sao mà có cái công dụng gì cho một đứa nhỏ nó học toán được là. Cái người trí là họ biết sáng tạo, còn cái người học thức thì vậy thôi. Thí dụ như ở trong Phật giáo á, có những bậc đạo sư, các ngài đến với đạo từ những con đường học thức, và sau khi học thức rồi các ngài tu tập, các ngài sanh trí tuệ. Và có những vị không có học thức gì hết nhưng mà trí tuệ vô cùng, chẳng hạn như Lục Tổ Huệ Năng.
Lục tổ Huệ Năng đâu có đi học. Lục tổ Huệ Năng không có đi học. Vậy mà nghe người ta đọc kinh thôi mà hiểu được nghĩa kinh và đắc đạo. Đặc biệt không? Tới hồi mà ngài Lục tổ Huệ Năng vô chùa tu, nghe Ngũ tổ, nghe ngài Thần Tú làm kệ, xong rồi ngài cũng nói tôi cũng có một bài kệ mà tôi không biết chữ. Bây giờ có ai biết chữ viết giùm tôi không? Thì lúc đó có một người phát tâm viết giùm ngài. Cho nên có những người, người ta không có học thức nhưng mà ta có trí. Có những người, người ta có trí tuệ nhưng mà không có học thức. Rồi có những người vừa có trí tuệ vừa có cả học thức. Cho người trí phải làm gì? Người trí phải biết nhìn lại mình. Người trí phải biết quán soi lại mình, coi mình sai ở chỗ nào để mình chỉnh, mà mình không bao giờ phủ nhận hay là mình cãi bướng để mình lấy cái phần thắng về mình. Cái đó là mình lấy cái trí thức của mình ra mình nhận, mình đè, nhưng mà rốt cuộc rồi mình không có trí tuệ để học thêm. Mình biết một chưa chắc đủ, người khác còn biết hơn. Người ta thường dùng cái từ là cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Cái người mà có cao nhân thì sẽ có cao nhân hơn. Thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Thí dụ như bây giờ quý vị nhìn lên bầu trời, quý vị thấy vậy đó. Nhưng mà nếu hôm nào mình đi máy bay á, máy bay nó bay cao hơn thì mình nhìn xuống, ở dưới mình là một đám mây. Như vậy là mình đang ở ngoài trời, nhìn xuống trời rồi đó. Thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời còn có trời. Cho nên ngoài cái tài giỏi của mình có người khác giỏi hơn. Và người trí thì không có trách cứ, mà người ta biết quán chiếu lại bản thân. Còn người nhân thì làm gì? Người nhân thì biết bao dung cho người khác. Thí dụ như bây giờ mình trẻ nè, mình học nhiều nè, mình biết nhiều nè, mình đừng có coi thường ông bà. Mình nói ba má cổ lỗ sĩ, thế này thế kia. Không phải đâu. Hồi xưa có một cái ông đó, khi ổng chưa đi học, ổng thấy cha mẹ ổng là thần thánh, giỏi quá. Khi đi học rồi về chê cha mẹ không biết. Sau một thời gian mấy chục năm, ông chấp tay ông trở lại, ông lại ba mẹ ông, nói ba mẹ là thần thánh. Tại sao vậy? Khi còn nhỏ ông không biết gì hết, học thức cũng không, mà trí tuệ cái gì cũng không, nhỏ quá. Thì lúc đó nó nhìn với cái trí của người lớn thì thấy người lớn quá, quá vĩ đại. Thời gian sau đi học rồi, bắt đầu lấy cái học thức đem ra so với cái học thức của cha mẹ, thấy cha mẹ dở ẹt. Nhưng mà nó lấy cái học thức đó, nó học, nó sống thời gian rồi nó thất bại. Bởi vì nó không biết cách ứng xử, bởi vì nó chỉ học thôi mà nó không có kinh nghiệm. Cho nên càng ra đời càng gây thù chuốc oán. Mà trong khi đó cha mẹ không biết chữ nghĩa gì hết á, mà cha mẹ được nhiều người thương quá. Thì lúc đó nó mới hiểu rằng cha mẹ đã sống bằng cái đạo và cái kinh nghiệm. Lúc đó bắt đầu mới trở về kính thương và bái phục. Tại vì cha mẹ không phải học trường học, mà cha mẹ học trường đời. Mà cái trường đời thì nó làm sao? Nó mênh mông vô cùng, mà học hoài học không có hết. Cho mình học ở trong trường học 10 năm, 20 năm hết, nhưng mà mình học cái trường đời học không bao giờ hết, học hoài. Quý vị biết làm một cái món đó chưa chắc đâu, có nhiều người ta chỉ cần thêm chút bí quyết thôi, nhỏ nhỏ thôi mà ta ngon hơn mình à. Nó lạ vậy đó. Thí dụ như cũng cái món đó mà mình không có đầy mật ong, mà cái người mà người ta nấu khéo, ta cho vô một chút mật ong thôi, tự nhiên cái món ăn nó dịu, nó ngon lại liền. Mà mình ăn hoài, mình nói sao tôi nấu hoài nó không giống người kia. À, giờ chỉ thêm chút bí quyết là có mật ong. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, một món quà mà chúng ta có thể làm cho người thân mình, tặng cho người thân mình nữa, đó là lòng bao dung và sự tha thứ. Và trong tất cả chúng ta, ai cũng có nhân và trí. Có lúc chúng ta dùng cái trí để chúng ta nhìn mình, vậy có lúc chúng ta dùng cái nhân để chúng ta bao dung được người.
mà sống mà có trí có nhân thì chúng ta thường gọi là người đạo đức, chúng ta thường gọi là người thánh thiện, mặc dù chưa hoàn thiện nhưng mà chúng ta phải có cái tâm cải thiện. Cải là gì? Chữ cải là gì? Cải là biến đổi. Chữ cải nghĩa là biến đổi. Cải thiện có nghĩa là chúng ta phải sửa cái lỗi để chúng ta hoàn thiện cái việc làm của chúng ta. Thí dụ như đấy, cái người đó phải cải đổi, anh phải cải đổi, thì cái chữ cải là tiếng Tàu, tiếng Hán, chữ đổi là tiếng Việt, hai chữ đó Việt Hán ráp lại nhưng mà nó cùng một ý thôi. Nhưng mà chúng ta phải cải thiện, chúng ta phải phục thiện. Phục có nghĩa là phải làm mới trở lại con người mình. Mình sống mà mình bao giờ mình biết là phục thiện thì không bao giờ mình có tiến bộ được. Ví dụ bây giờ mình có một cái giọng tụng kinh chưa hay, nhưng mà mình để ý mình thấy cái người kia người ta tụng sao hay quá, âm điệu hay quá, mình bắt chước. Thật ra hồi xưa mà các vị mà lão thành trong cái nghề cải lương đó, phần lớn người ta đâu có đi học gì đâu. Đâu có mở, hồi xưa đâu có mở cái trường lớp mà gọi là nghệ thuật gì giống như bây giờ đâu. Toàn là do cái khiếu của cái người đó, nghe biết thấy vậy. Thì cho nên á, trong cuộc sống của chúng ta, cái món quà mà chúng ta có thể tặng được cho người thân, ngoài cái quan tâm thấu hiểu, còn có tha thứ bao dung. Mà muốn có tha thứ bao dung là chúng ta phải có can đảm, can đảm buông cái đó để chúng ta được nhẹ nhàng. Mà không có can đảm buông, thí dụ bây giờ một cái người kia họ làm khổ mình, mà mình không có can đảm buông bỏ họ ra khỏi trái tim mình thì bắt đầu mình nặng nề lắm. Có một cái anh đó, ảnh đi trên cái triền núi rồi ảnh rớt xuống, mà trong khi mà ảnh rớt như vậy ảnh mừng quá, ảnh hên quá, ảnh chụp được cái sợi dây ngay cái triền núi. Trong khi mà đông đưa như vậy, anh mới nói Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con. Phật xuất hiện liền. Phật nói đưa tay đây. Anh nói dạ con không dám. Hỏi sao không đưa? Nói con sợ rớt. Phật nó không buông sao ta kéo ngươi lên. Thì cái câu chuyện đó là cái câu chuyện người ta đưa ra để ví dụ giống như mình vậy đó. Muốn hết khổ mà biểu bỏ khổ, nói con tiếc. Biết cái người kia không có còn gì nữa thì tại sao mình không có can đảm buông ra? Buông ra được thì tự nhiên mình nhẹ nhàng. Cái món quà thứ ba mà chúng ta có thể chuẩn bị hay là thường làm để tặng cho người thân của chúng ta, đó là sự nâng đỡ. Người ta thường hay nói anh em như thể tay chân vậy đó. Anh em thì cũng giống như mà lộn mà ngộ, cái tay trái nó không bao giờ nó nói chuyện với cái tay phải chuyện gì hết á. Nhưng mà hễ mà cái tay trái mà nó đụng vô nó đau á thì cái tay phải liền lập tức đưa lên đây xoa liền. Ngay cái chân, bất cứ một bộ phận nào trong cơ thể mà lỡ chạm vào nó đau thì tự nhiên hai cái bàn tay này nó biết, nó lập tức nó đưa tới để mà nó an ủi, nó vỗ về liền. Đạo Phật có thường dùng cái từ là hành thiện phụng sự. Và mình nói theo ngoài đời bây giờ là gì? Là giúp đỡ hay là nâng đỡ. Ôi cha, mình sống mà mình không biết ai hết trơn, nhất là đối với hàng xóm. Quý vị biết ở trên tu viện Tây Thiên á, mình ở trên đó mình có được khoảng 5-6 người hàng xóm rất là tốt. Mỗi mùa hè mà mình làm một cái công việc gì, mình cần tới những chiếc xe của người ta là người ta đến sẵn sàng, người ta làm giúp cho mình. Cho nên năm nào cũng vậy, đến cái mùa lễ Giáng sinh này là Pháp Hòa cũng chuẩn bị một ít quà đem lên tặng cho mỗi gia đình ở trên đó. Có nhiều khi một năm mình gặp họ mấy lần mà khi gặp họ là toàn có chuyện cần không à.
Còn bình thường á, mình bận công việc á, hễ mà lên trên đó có việc gì cần là réo quý vị đó tới giúp. Cho nên mình thấy trong cuộc sống cái sự nâng đỡ giúp đỡ, sống chung một chùa chúng ta cũng nâng đỡ giúp đỡ với nhau. Thí dụ như là tới phiên cái người đó làm việc nhưng mà người đó bệnh thì mình phụ. Ở trong nhà cũng vậy, mình cũng có thể tặng những món quà cho người thân của mình qua cái sự quan tâm, thấu hiểu rồi giúp đỡ. Chồng có thể giúp vợ, vợ có thể giúp chồng. Mặc dù cái việc đó vợ thường làm nhưng mà đặc biệt lâu lâu mình làm giùm. Pháp Hòa biết có nhiều bác trai ít có tụng kinh, nhưng mà thường thường ông là cái người quét dọn bàn thờ. Tại vì bà chỉ thắp hương thôi, bà không bao giờ bà dọn. Bà mua trái cây về bà để lên bà cúng thôi, nhưng mà bà không bao giờ bà quan tâm là tưới thêm nước hay là thay. Khi hoa nó héo ông đem xuống ông rửa. Ông có tụng kinh nhưng mà ông tụng vậy đó, tại vì ông không làm là bà tụng ông sao. Thật ra ông phải làm, ông làm để mà bà khỏi cằn nhằn. Rồi đó tới là quan tâm. Ở trong cuộc sống có nhiều khi mình phải quan tâm bằng cách là mình phải thay đổi cái bản thân của mình. Có nhiều em bỏ học rồi bây giờ hối hận, khi tuổi bắt đầu 20-30 tuổi rồi mà nhìn lại mình thấy mình chưa có học hành tới đâu hết. Thì đi lên gặp Pháp Hòa, nói giờ con muốn đi học trở lại, không biết có muộn không. Pháp Hòa mới nói cuộc đời này không có gì muộn hết á. Cái muộn là cái người mà tới chết mà không bao giờ biết quay đầu mới kêu muộn. Cho nên khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn là vậy, tức là mình quay đầu là tới bến à. Bây giờ là đi học. Thì Pháp Hòa mới nói á, cha mẹ sinh ra nuôi mình lớn lên mà không có mong gì ở nơi mình hết á, chỉ mong một điều là mình tự lo được cho mình hạnh phúc mình sống. Chứ cha mẹ cũng không có cần, không có nghĩ tới là mình đem tiền về mình nuôi cho cha mẹ. Nhưng mà ít nhất mình phải làm một món quà, đừng để cho cha mẹ phải khổ, phải bận tâm vì mình nhiều quá. Tức là mình phải tự mình vươn lên trong cuộc sống của mình. Hồi đó Pháp Hòa 14 tuổi, mỗi lần lên phòng mà thấy thầy viện chủ đắc y tụng kinh á, là Pháp Hòa nhìn xong rồi là mình biết đắc y. Mặc dù lúc đó mình chưa đi tu, mình chưa có cái y. Đến khi 15 tuổi mình đi tu, thầy nói để lát nữa thầy chỉ cho con đắp y. Nói dạ khỏi, con biết rồi. Tức là mình luôn luôn mình tự mình ý thức mình phải có bổn phận. Cho nên khi mình đi vô chùa mình tu á, thầy không có bận tâm về mình nhiều quá. Tại vì lúc nào mình cũng có thể mình tự mình lo được, mà thậm chí mình lo những cái việc mà hơn thầy expect mình nữa. Cho nên làm sao mà các con mà có thể sống được như vậy thì các con làm một món quà vô giá cho cha mẹ. Ở chùa đây có một chú, mẹ chú hỏi con ơi con, lễ này con có mua quà cho thầy không? Chú mới nói mẹ, thầy không có cần quà, thầy chỉ muốn mình tu thôi. Tại vì cái điều đó Pháp Hòa thường nói với các chú, cái món quà mà các con có thể tặng cho thầy lớn nhất đó là tình huynh đệ. Anh em biết thương nhau và chúng con hết lòng trong cái sự tu học. Đó là món quà của thầy. Cho nên một khi mà Pháp Hòa thấy á, sư huynh đi ngang mà câu cổ một sư em mà chơi như vậy, Pháp Hòa vui lắm. Tại vì mình biết rằng cái tình huynh đệ nó đang xảy ra như vậy. Một người sư huynh mà thấy một đứa em nhỏ nó tới, nó dự khóa tu mà đi kiếm chỗ sắp xếp cho em mình ngủ, trong cái âm thầm Pháp Hòa rất vui. Vì Pháp Hòa thấy được nơi sư chú đó, nơi một cái vị tu đó có cái lòng quan tâm tới người khác và giúp đỡ cho người khác. Cho nên khi mình thấy mà các con của mình nó chơi với nhau, nó là mình phải vui, là tại vì đó là món quà.
Và cái tình huynh đệ đó nó trở thành ra một cái gì rất hay. Có những chú bây giờ, có những em nhỏ bây giờ, nó hồi nhỏ nó về chùa nó chơi với các chú, bây giờ nó lớn rồi, nó đi học rồi, nó có những đứa nó lớn hơn các chú nhiều lắm mà nó vẫn nhớ các chú, lâu lâu nó về. Thì Pháp Hòa mới hỏi: ủa lễ này con đi đâu chơi sao? Nói: không, con chỉ muốn lấy vài ngày nghỉ, con về chùa con chơi với các chú thôi. Thật sự mình nghe nó nói một câu nói như vậy, tự nhiên cái sự có mặt của nó là một món quà. Cho nên nhiều khi á, mình không có cần tặng quà. Không phải là mình đi ta bà thế giới về mình dục cho gói quà, mình nói: nè, tôi đi về tôi cho chị, tôi cho em và tôi cho anh món quà. Không đâu. Nhiều khi mình cứ quấn quýt ở nhà vậy mà món quà đó. Cho nên có nhiều cô lên nói: trời ơi thầy ơi, ông xã ổng ít có chịu cho con đi đâu lắm, ổng chỉ muốn con ở nhà thôi. Pháp Hòa nói: thôi vậy thì ráng ở nhà đi. Không, đi nhiều quá rồi ổng nổi bồ đề gai lên, cái đó mình bồ đề đạo khó thành. Không à, thành nữ ra ở nhà nhiều khi cái sự có mặt của mình là một món quà. Cho mình tự mình đó, phấn đấu lên, mình là một món quà. Hồi đó Pháp Hòa 17 tuổi mà lúc đó cả chùa phải đi hết, đi an cư ở xa hết, có một mình Pháp Hòa ở nhà để mà ranh cái ngày chủ nhật lo cho một cái đạo tràng vậy. Thì lúc đó có nhiều bác nói: trời ơi, chú mới 17 tuổi mà chú làm gì? Thầy viện chủ kêu Pháp Hòa lên, thầy hỏi: bây giờ nè, 2 tuần lễ sắp tới để con ở nhà mình, chương trình tu học như vậy con phải làm sao? Pháp Hòa nói: dạ con biết bổn phận mình là một sa di, có những việc mình không thể làm, nhưng mà trong phạm vi của một sa di có thể làm được, con sẽ làm. Pháp Hòa trình bày cho thầy nghe xong, thầy rất là vui, thầy nói: như vậy thầy yên tâm thầy đi. Cho mình nó chứng mình cho thầy một niềm vui là khi thầy đi vắng mình phải tu tập như thế nào, mình phải điều hành các huynh đệ và đạo tràng lịch trình chương trình tập như thế nào để thầy yên lòng. Đó là cái món quà mình tặng cho thầy khi thầy đi xa. Thầy đâu có đi chơi, thầy cũng đang đi làm việc, thầy cũng đang là cái người bận rộn những cái công việc Phật sự ở bên ngoài. Thì mình ở nhà mình phải điều hành đạo tràng như thế nào để khi thầy trở về thầy không có nặng đầu phải nghe báo cáo chuyện này chuyện kia. Thì đó là một món quà. Cho nên mình nói mình thương thầy á, là như vậy đó. Mình đã học từ nơi thầy những cái gì, và khi thầy không có ở nhà, mình huynh đệ mình hợp tác, mình làm việc như thế nào để nó có cái sự hòa hợp và cái sự trôi chảy trong công việc. Đó là sáng tạo, đó là cái sự tiến thân làm quà cho cha mẹ. Pháp Hòa có những người bạn cùng một lớp với Pháp Hòa mà do ham chơi rồi không có đi học, bây giờ đang tiếp tục đi học, vui thôi. Giờ các vị lâu lâu lên thăm, tuổi đứa nào giờ cũng 40 hết rồi mà Pháp Hòa thì cũng còn lận đận công việc của chùa. Còn cái người bạn Pháp Hòa bây giờ cũng đang lận đận lo ôm sách đi học, rồi bên cạnh đó phải chăm sóc cho con cho vợ nữa. Lâu lâu lên thăm Pháp Hòa là anh em ngồi nói chuyện thăm, khuyến khích nhau tốt. Anh đi học như vậy cũng tốt, để là một cái tấm gương cho con anh nó thấy rằng lớn tuổi rồi anh vẫn lo anh đi học. Và cái cuối cùng là gì? Đó là cái niềm vui của mình, cái sự vui vẻ của mình là một món quà. Mà nhờ mình có vui vẻ cho nên mình thực hiện 4 món quà trên một cách nhẹ nhàng linh động. Quý vị thích đi chùa mà gặp một thầy một sư cô dễ thương lúc nào cũng cười vui không? Hay là vô gặp sư cô hay gặp thầy lúc nào cũng diện mạo của một giám trai sứ giả thì mình sợ lắm. Mình đi chùa mình thích lúc nào nhìn thầy cũng có vẻ tươi tắn, nhìn một sư cô có vẻ rất hiền lành, nhẹ nhàng, lúc nào mình cũng muốn như vậy.
mình đi làm về mình cũng muốn nhìn cha, nhìn mẹ, nhìn vợ, nhìn chồng lúc nào cũng có cái niềm vui. Cho nên nhiều lúc rất là mệt mỏi, nhưng mà khi bước lên ngồi ở cái nơi mà ngồi như thế này thì tự nhiên bao nhiêu cái mệt mỏi nó hết. Tại vì cái niềm vui lúc đó nó sanh. Niềm vui là được gặp đại chúng, niềm vui là được chia sẻ một chút gì đó trong cái sự tu của mình. Mấy tuần lễ nay là Pháp Hòa là nó cứ nhức đầu và chóng mặt. Có nhiều khi lạy xuống rồi là nó chóng mặt gì cũng nói. Nhưng mà lạ lắm, hễ mà ngồi xuống đây là nhức đầu chóng mặt gì nó không còn, nó tỉnh queo vậy đó. Mà xong buổi giảng rồi tính gì tính, mà hễ trong thời gian giảng là không có nhớ bệnh, không có gì hết. Cho nên nhiều vị coi phim là thấy Hòa nói thầy bệnh ai tin. Thầy lên cho nó nhìn không thấy bệnh. Thì hôm nay nhân cái dịp cuối năm thì chúng ta không có nói những cái chuyện cao xa trong Phật Pháp, mà chúng ta nói cái chuyện rất thật, rất gần trong cuộc sống của chúng ta, là chúng ta có những món quà gì có thể làm cho nhau được. Một miếng bánh, một miếng kẹo cũng là sự quan tâm. Thì bây giờ cái quan tâm đó là quan tâm của vật chất. Bây giờ chúng ta tăng cái quà của chúng ta lên là quà tinh thần, bằng cách là chúng ta quan tâm thấu hiểu, bằng cách là chúng ta can đảm buông bỏ những cái nặng trĩu ở trong lòng, để chúng ta có thể tha thứ bao dung được những người xung quanh mình. Và chúng ta có món quà cho người thân là nâng đỡ, giúp đỡ. Ngoài cái giúp đỡ, chúng ta bản thân mình cũng phải tự tiến bước để làm an lòng. Hôm nay mình có cúng thất cho một bà cụ 91 tuổi. Thì Pháp Hòa nghe kể rằng cả cuộc đời của bà sống là bà hy sinh cho con, cho cháu. Hết lo cho con, rồi lo cho cháu nội, cháu ngoại, cả cuộc đời cho tới khi bà sắp mất. Khi mà bà bệnh mà đưa bà vô bệnh viện, mà cái lời cuối cùng bà dặn lại với con cháu là ba anh em các con phải nhớ thương yêu nhau. Và khi mà bà sắp mất, cái người cháu nội ở xa bay về, và cái lời cuối cùng người cháu nội nói với bà là: bà yên tâm, con sẽ lo cho những người trong gia đình. Thì bà ra đi trong cái sự nhẹ nhàng. Thì mình nghe như vậy thì mình mới hiểu rằng cái tình thương của cha mẹ không phải dặn là các con phải nhớ làm nhiều tiền, nghe không? Không có. Tại vì cái đó nó không có làm được cái gì cho mình hạnh phúc hết á. Mà nếu mà có hạnh phúc á, mà bằng tiền á, là hết tiền là mất hạnh phúc. Chứ cái hạnh phúc cuối cùng của cha mẹ muốn nói với các con là sự tình thương của các con. Quý vị ra phía sau thờ chỗ thờ tổ đó, có hình của một lão hòa thượng mình thờ ở ngay giữa bàn tổ đó. Đó là thầy của thầy viện chủ, chúng ta gọi là sư ông. Tức là theo trong đạo là mình gọi thầy viện chủ là thầy, thì hòa thượng mình gọi là sư ông, các sư chú gọi là sư cố. Ta ông cố đó, nhưng gọi là sư cố. Hòa thượng mất khi hòa thượng gần 100 tuổi. Mà cái đêm cuối cùng trước khi ngài nhắm mắt ngài mất, ngài gọi từng vị thầy là đệ tử lên hết xung quanh cái giường bệnh của ngài, và ngài dặn dò từng người, vì ngài biết tánh tình của mỗi người như thế nào. Ngài dặn dò xong rồi, ngài lần chuỗi, ngài niệm Phật, ngài đi trong cái nhẹ nhàng. Mà trước khi mất 3 ngày, ngài báo cho đại chúng biết 3 ngày nữa ngài sẽ đi xa. Mà ngài không nói ngài chết, ngài không nói ngài gì hết. Ngài nói khi mà đại chúng lên thăm qua Tết thì sư cụ mới nói rằng 3 ngày nữa sư ông đi xa. Thì các vị tưởng là sư ông đi về quê thăm gia đình, không ngờ là 3 ngày đó là ngày mất của sư ông. Sư ông mất đúng ngày rằm tháng giêng.
Cho nên năm nào rằm tháng giêng mình cũng làm lễ dỗ tổ cho sư ông. Cho nên mình thấy trong đạo cũng vậy, mà ngoài đời cũng vậy. Cái tình thương và quan tâm của cha mẹ, của thầy tổ, đó là sự an lành, hòa hợp của đại chúng, của các con. Và trong cuộc sống này, một món quà có thể tặng cho nhau, đó là nụ cười, niềm vui. Mình cho người ta ăn mà không vui, ta đâu có dám ăn. Mình mời ta tới nhà mình không vui, sao ta dám ngồi. Muốn người ta ở chơi lâu thì cái sự vui vẻ của mình là một lời mời nhẹ nhàng đối với người khách. Thôi hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một món quà cuối năm qua những cái điều đó, và chúng ta nghiệm lại. Và cái câu cuối cùng Pháp Hòa muốn gửi đến đại chúng, mà cái câu mà chúng ta tâm đắc trong nhà đạo, đó là: người trí biết nhìn thấy mình, người nhân biết bao dung người khác. Phải không? Người trí thì luôn luôn soi lại mình, tại sao mình như vậy, tại sao mình bị như vậy, tại sao mình không được như vậy. Người trí xoay lại mình để quán chiếu. Người nhân biết bao dung tất cả. Người lớn tuổi có những cái điều không đúng, chúng ta thông cảm được, thôi kệ, lớn tuổi rồi, bao dung. Cái người nhỏ, chúng ta nói thôi kệ, còn nhỏ, nghĩ chưa tới. Cho nên cách nào chúng ta cũng có thể quán chiếu. Người trung bình nó thôi kệ, cuộc sống có nhiều khó khăn, nhiều khi người ta bị nhiều cái áp lực, người ta cũng khó khăn, người ta cũng bị những cái khó chịu, thôi thông cảm. Cho nên đối với người thượng, người trung, người hạ, người nào mình cũng có thể lấy tấm lòng bao dung, mình bao dung được hết. Còn cái người trí, mình nói tại sao mà người ta cứ như thế này thế kia với tôi, thì mình nhìn lại mình thì tự mình sẽ thấy được, để mình thúc liễm mình. Thì tự như vậy ai cũng có thể vận dụng cái nhân và cái trí. Cái nhân tức là cái người có cái loving kindness, cái người có cái lòng nhân, thì người đó sẽ biết bao dung và họ sẽ biết ứng dụng cái trí của họ trong cuộc sống này. Đó là cái câu cuối cùng Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng trong buổi nói chuyện sáng hôm nay. Chúc đại chúng cuối năm 2013, đầu năm 2014 thật nhiều niềm vui, và năm mới này có nhiều điều đổi mới từ cái hoàn cảnh cho đến trong tâm thức của mình. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, chúng ta sẽ có một cái chương trình sinh hoạt cho tháng 1. Bởi vì sắp tới đây là chúng ta sẽ có lễ Phật thành đạo, lễ hiệp kỵ, rồi lễ tất niên, rồi lễ đón giao thừa năm mới. Rất nhiều chương trình vào tháng 1. Thì trong vài ngày nữa sẽ có in cái thông báo đó ra để kính gửi đến đại chúng. Mong đại chúng theo dõi những chương trình sinh hoạt của tu viện và về cùng tham dự. Giờ đây xin cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng.